dùng tai nghe kiểm âm của Scarlett có ok không? Ý em là trong cái bộ 5 triệu rưỡi mà studio full đúng không? Anh nghe qua anh thấy cũng được. Bởi vì thực ra là với 5 triệu mà mẹ có cả mic, có cả sound card, có cả tai nghe thì mình chẳng thể nào mà mình đòi hỏi được quá nhiều. Đấy là một cái phương án gọi là tạm thời dự phòng tốt nhất trong tầm giá. Còn sau khi đấy thì mình sẽ nâng cấp tai nghe lên sau. Còn mic thu âm thì thực sự là mà nói, nếu mà nói về mic thu âm thì quan điểm của mình về về mic thu âm nhá, mình không rõ những chuyên gia về thu âm như thế nào, thu âm học như thế nào, nhưng mà với cá nhân mình thì mình không cần quá đầu tư nhiều vào mic mic thu âm, bởi vì là cái sự thành công của một bài hát, đây là cái dựa trên cái khía cạnh của mình làm phát hành nhạc nhá, thì mình thấy là cái sự thành công của một bài nhạc ấy, nó không dựa vào cái mic mà nó sẽ dựa vào cái việc là cái ca sĩ hát hay, tức là một cái bản nhạc hay, vocal hay, không phải là mic thu tốt mà là hát tốt, cái người mà hát tốt đấy, hát chuẩn và cái người mixing cái vocal đấy mà nó cũng giỏi thì cái vocal đấy nó vẫn sẽ trở thành vocal chất lượng. Còn nếu mà mix xịn mà không biết cài, không biết setup, không biết cài đặt mà cũng không biết dùng thì nó cũng nát thôi. Đó. Cho nên là nhiều khi cái chất lượng của cái mic thu âm nó bị quá với cả cái trình độ nghe của người nghe. Cho nên là những cái tại sao nhiều anh em thấy là những cái bài nhạc mà thu âm nó không được tốt cho lắm, thậm chí là thu âm bằng điện thoại, ví dụ như cái bài 2 phút hơn của Pháo ấy, thu âm điện thoại mà, thu âm mic iPhone mà, nhưng mà tại sao bài vẫn hot được, bởi vì là do bài hát nó hay thì nó lên thôi. Đó, ok. Chứ không phải là do cái mic. Ok rồi. 22